Lúc trưa hôm nay chừng 10 giờ có anh ship ảnh giao bóng đèn không? Bữa giờ đặt cũng 2 hôm rồi. Từ cái ngày mà anh khách anh phát hiện ra cái bóng đèn bị hư á, đặt dự phòng thêm cái nữa là 2 cái. Thế tự nhiên cái bóng đèn đang cháy bình thường nhưng nó cày chớp nữa, thấy vậy thôi thay luôn 2 bóng luôn. Đi mượn cái thang ở nhà anh sửa xe, khiêng về cái thang nó cũng nhẹ. Rồi đóng cửa lại, mở máy lạnh thôi thật là to. Thời gian đó thì đi rửa cái máy quạt. Máy quạt bữa giờ nó cũng bụi dính đóng, nó đen thui à. Nhà có cửa kính vậy thôi chứ bụi cũng quá chừng luôn á. Xong rồi đầu tắt điện, tắt máy lạnh, đầu gỡ bóng đèn ra. Cái phò, tiệm nó nóng lắm nên là phải mở máy lạnh cho thật là hết đát rồi mới tắt điện hết. Vậy thì làm nó đỡ nóng hơn. Chứ mấy lần trước không biết á, nên là làm xong cái người ướt nhẹp mồ hôi luôn. Gỡ cái bóng đèn chớp chớp ra, xong rồi gỡ cái bóng đèn hư, rồi đi mua thêm cái chui nữa. Tại vì không có biết là quên lâu lắm rồi không có sửa cái bóng đèn này, anh không nhớ là có phải có thêm cái chui vặn nữa. Thì chạy ra ngoài cái anh sửa bắn dụng cụ điện nước mua thêm cái chui, đem theo cái bóng đèn mới với lại cái chui cũ ra cho anh xem để anh lấy luôn. Chứ mất công ra diễn tả rồi cách nói họ người khác không hiểu, em nói hay bị ngược lắm nên là họ khó hiểu. Thì ảnh lấy cho xong rồi phải đập cái bỏ cái bóng đèn cũ đi để lấy cái chui nên cái đuôi nó lại ốp lên thạch cao được, chứ còn mua thì không có. Lần trước làm thì chế như vậy á. Cố định nó không có chắc á, thế là nó hay tuột á, tuột có phải đi mượn thang về chép đưa nó lên nữa. Này quyết định là lấy keo silicone bắn cho nó không cố định luôn, chứ mấy lần trước có cái bóng đèn hôm bữa làm á nó hay bị tuột ra. Lúc này là em chẳng xe ra để đi mua cái chui bóng đèn với lại trả cái mẹt. Về bắn silicone vô cái chui bóng đèn mới mua, còn cái kia thì lấy cái cũ lại đập cái bóng đèn led ra, lấy cái đuôi của nó thôi úp vô cái bóng đèn mới, lấy băng keo dán lại cho nó chắc cố định, xong rồi dặn vô dây điện thôi. Còn cái chui nó thì nối vô cái đầu dây điện kia mày dặn lại, vậy là xong. Lúc nãy trước khi đi lại chỗ điện nước mua cái chui bóng đèn thì ghé chỗ trà sữa mua ly trà đào về vừa làm vừa uống. Lúc này là cái phòng nó mát lạnh luôn á, về tắt điện hết xong rồi làm. Cái phòng nó mát lắm tại vì nãy mở máy lạnh hết đáp luôn. Có kinh nghiệm của mấy lần trước rồi nên là làm xong không có mệt, không có đổ mồ hôi nhiều. Còn mấy lần trước làm mồ hôi ướt áo luôn, nó nóng nó hầm. Đi mua về xong xe để ăn trước để coi coi có hư hay gì nữa không mà chạy đi lại hay đi mua cái mới nữa, sợ thiếu. Chứ mấy lần đi mua xong mày cứ đem xe vô nhà xong lại thiếu hay là lại không đủ rồi lại dễ dẫn xe ra. Lần này thì để trước cửa coi coi xong hết rồi mới dẫn xe vô nhà.
Em có cái tật hay quên mất cười lắm. Cứ mỗi lần leo lên thang là nhớ không biết có tắt cầu dao chưa. Xong rồi quay xuống coi lại coi có gạt cầu dao. Rồi chắc chắn rồi mới leo lên làm. Tại sửa điện mà. Có mấy lần sửa điện ở trên lầu á, cái là cứ chạy lên chạy xuống coi cầu dao. Sửa điện là không có chủ quan được, phải chắc chắn rồi mới dám leo lên đụng điện. Chứ lơ tơ mơ là vui dữ à. Cuối cùng thì xong, hai cái bóng đèn sáng rực rỡ. Chắc mấy bữa nữa em đặt từ từ mua chắc thay hết luôn trong cái tiệm á cho nó sáng. Dọn dẹp trả thang, vậy là xong. Lúc này thì cái quạt nó cũng khô rồi, lấy mấy cái cánh quạt, lấy lồng quạt ghép lại rồi treo lên. Lây hoay làm sửa hai cái bóng đèn với lại chà rửa cái quạt, đi mua chui này kia nọ hết tổng cộng chắc cũng khoảng hơn 2 tiếng mới xong.